Tối 8 phần 10, trả lời VTC News, lãnh đạo Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị, Sở Giao thông Vận tải Giao thông Vận tải Hà Nội, cho biết đã đình chỉ công việc tài xế vi phạm. Bên cạnh đó, cơ quan quản lý đã tạm đình chỉ công việc đối với lái xe sử dụng điện thoại khi lái xe. Lãnh đạo Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị cho hay, chúng tôi sẽ không nghiệm thu tuyến xe đó. Theo lãnh đạo Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội có thể sẽ xem xét đến phương án chấm dứt hợp đồng lao động đối với tài xế lái xe 07 này. Trước đó, vào 13 giờ 20 phút ngày 6 tháng 10, tài xế xe buýt tuyến 07BKC29B02744 đi công viên Hòa Bình đến sân bay Nội Bài đã sử dụng điện thoại khi lái xe. Hành động của tài xế đã khiến nhiều người trên xe không hài lòng.